Mẹo giúp anh em tăng gấp đôi thời gian lâm trận, một đêm ba ngày không khó. Đã là đàn ông thì phải mạnh chuyện ấy. Có một cách giúp anh em tăng gấp đôi thời gian lâm trận, càng làm càng hăng, đó chính là thang rượu ngâm của vua Lý Nhân Tông này. Thực nghiệm tôi đã kê cho rất nhiều anh con trai, anh nào uống cũng có kết quả tốt, tăng thời gian lâm trận. Cũng dễ hiểu vì thang thuốc này đều có các dược liệu đầu bảng trong chuyện chăn gối, không những dưỡng thận khỏe, chữa xuất sớm nhanh ra mà còn gấp đôi công lực. Anh em nào muốn mạnh lại càng mạnh hơn, hệ chuẩn bị các vị sau: nhục thông dung 60g, táo nhân 40g, xuyên quy 80g, cốt toái bổ 40g, cam cúc hoa 60g, xuyên nhu tất 40g, nhị hồng sâm 20g, trích kỳ 40g, sinh địa 60g, thạch hộc 60g, xuyên khung 60g, xuyên tục đoạn 40g, xuyên đỗ trọng 40g, quảng bì 40g, cam kỳ tử 80g, đẳng sâm 50g, thục địa 100g, đan sâm 60g, đại táo 100g. Tất cả đem ngâm với 5 lít rượu gạo nguyên chất, rượu càng ngâm lâu càng ngon. Sau khoảng 30 ngày, các tinh chất từ dược liệu quý sẽ ngấm hết vào rượu mà không bị bay hơi ra ngoài, cũng không bị lẫn tạp chất như dạng thuốc viên. Đem ra uống sẽ thấy sinh lý khỏe mạnh, nuôi dưỡng thật khỏe, tinh thần minh mẫn, thay bình. Nam dược trị nam nhân.